Đây, cái địa chỉ hot cuối cùng này thì các bạn thay tất cả cái này bằng một hết. Đó. Cái địa chỉ hot ra địa chỉ quảng bá thì các bạn cho tất cả các bit phần hot bằng một hết. Đó. Số lượng địa chỉ hot ở trong mỗi một mạng ấy thì rất dễ đúng không? Các bạn cứ lấy số bit dành cho phần hot này. Số bit dành cho phần hot lúc này nó còn ban đầu nó là 16. Nhưng mà sau khi trừ đi 2 bit đã cho mượn để đánh phần subnet đấy nhá. Thì lúc này nó còn lại là 18 trừ 2 là còn 16. 16 như vậy là trong mỗi một mạng ấy thì mình sẽ có là 2 mũ 16 trừ 2 cái địa chỉ hot. Được chưa? Đấy, các bạn có thể chữa vào nhá. Các bạn ơi, các bạn là chữa đi, các bạn đợi cô một chút nhé. Tại vì nhà bây giờ đang có ba mẹ con, hai bạn thì đang học online thì cô phải set up lại cái chỗ ngồi với cái âm thanh để không ảnh hưởng các em.